Và ở video lần trước thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái thông tin về những cái chiếc iPhone 14 sắp được ra mắt vào tháng 9 này. Và ở trong tuần này á, thì chúng ta lại có thêm khá là nhiều những cái thông tin về những cái chiếc máy iPhone thế hệ tiếp theo của Apple nữa. Chính vì vậy video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn rất là tường tận về những thứ mà chúng ta đã được thấy tuần vừa rồi về những cái chiếc iPhone 14 nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Flashback lại cái video lần trước á, thì mình có chia sẻ với các bạn về cái phần mặt sau cũng như là hiện tại thì đã có cái mock up về cái phiên bản iPhone 14 này rồi để mà các cái hãng ốp lưng họ có thể làm. Thì ở tuần này cái thông tin đầu tiên mà mình nhận được đó chính là chúng ta có 4 cái miếng kính được cho là của 4 mẫu iPhone thế hệ tiếp theo: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max. Và khi mà các bạn nhìn vào 4 cái tấm kính mặt trước này thì rõ ràng các bạn đều có thể nhận ra với iPhone 14 và iPhone 14 Max thì nó sẽ có cái kích thước lần lượt là 6.1 và 6.7 inch, và nó vẫn sẽ sử dụng cái tai thọ tương tự như là trên những cái đời iPhone thế hệ trước. Tuy nhiên có một số những cái thay đổi ở trên cái con iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, đó chính là chúng ta sẽ có cái màn hình mặt trước là màn hình viên thuốc cộng với một cái nóc. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái dấu chấm than ở trên màn hình của bạn được đặt nằm ngang. Và đó sẽ là cái thiết kế tổng thể về mặt trước của những cái chiếc iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max. Và chúng ta sẽ có hai phiên bản 6.7 inch dành cho iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max, và 6.1 inch dành cho phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Và đương nhiên như mình đã chia sẻ với bạn, dòng iPhone mini sẽ bị khai tử kể từ dòng iPhone 14 này. Chúng ta sẽ không có bất kỳ một chiếc iPhone 14 mini nào có cái kích thước màn hình là 5.4 inch cả. Đó là điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận. Và thực sự á, thì với một cái con iPhone 13 mini ở thời điểm hiện tại, nó đã làm khá là tốt cái vai trò của nó. Đó chính là nó tạo một cái bước đệm để mọi người có thể chú trọng hơn vào những cái con máy cao cấp hơn. Đó chính là iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Đó, thì hiện tại thì trong năm nay có thể chúng ta sẽ có 4 mẫu iPhone để các bạn có thể lựa chọn nó thoải mái hơn. Và rõ ràng là chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái nhu cầu với những cái chiếc iPhone này, với những cái tỷ lệ màn hình và cái kích thước màn hình nó tương đối lớn là từ 6.1 trở lên hết, cho nên chúng ta cũng sẽ dễ dàng lựa chọn hơn rất là nhiều. Và cái thông tin thứ hai vẫn là những cái thông tin về phần mặt lưng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì những cái thông tin này nó đã rõ ràng hơn trước rất là nhiều. Không phải bây giờ chúng ta sẽ chỉ thấy đó chính là 2 cam, 3 cam và cái kích thước nó khác nhau nữa, mà ở đây chúng ta thấy nguyên cả một cái clip ở Trung Quốc họ thử những cái ốp lưng của dòng iPhone 13 vào trong những cái chiếc iPhone 14 này. Thì ở đây mình cũng có cái clip đó dành cho các bạn. Và như trên clip này á, thì các bạn có thể thấy từ đầu họ sử dụng một cái chiếc iPhone, một cái vỏ case của iPhone 13 dành cho một cái chiếc iPhone 14. Tuy nhiên khi mang vào thì chúng ta nhận ra hai vấn đề xảy ra khi mà mang cái chiếc case này vào con iPhone 14. Đó chính là điều đầu tiên là cái phần camera của nó sẽ bị cơi lên một tí. Và cái điều thứ hai đó chính là khi mà cái người này họ cố gắng đưa cái phần ốp lưng của chúng ta vào phần bên dưới của cái chiếc iPhone đó, thì nó vào rất là khó khăn. Và theo như dự đoán thì rất có thể iPhone 14 trong năm nay sẽ dày hơn một tí xíu so với con iPhone 13. Và đến với cái sản phẩm tiếp theo thì họ sử dụng một cái case của con iPhone 13 Pro Max và họ thử cho một con iPhone 14 Max. Thì cái điều mà các bạn nhận ra đó chính là nó vào tương đối là mượt mà, tại vì nó cùng kích thước màn hình là 6.7 inch. Và cái phần camera của trên cái con iPhone 14 Max này thì nó cũng sẽ không thể nào to bằng ở trên con iPhone 13 Pro Max. Và ở đây thì các bạn có thể thấy hoàn toàn chúng ta bị trống ở bên góc phải cũng như là ở phần bên dưới, tại vì nó sẽ chừa cái phần camera này ra. Ở trên iPhone 13 Pro Max thì chúng ta đến tận là 3 cam và nó cực kỳ là lồi lên. Cho nên với iPhone 14 Max thì
cái phần cụm camera này nó cũng sẽ được thu nhỏ lại, nó ngang với con iPhone 14 thôi. Tuy nhiên thì với cái thiết kế kiểu như thế này á, thì rất có thể khi mà chúng ta nhìn vào, và nếu như những bạn nào mà chúng ta đã quen với cái kiểu thiết kế của con iPhone 13 Pro Max rồi, thì các bạn sẽ thấy cảm giác là trên con iPhone 14 Max cái cụm camera của nó tương đối là nhỏ. Và đương nhiên khi mà chúng ta xong iPhone 14 Max rồi thì chúng ta sẽ đến với iPhone 14 Pro, thì ở đây họ sẽ sử dụng một cái case của con iPhone 13 Pro để họ có thể thay thế vào. Thì với cái case của một con iPhone 13 Pro và thay vào một con iPhone 14 Pro thì các bạn có thể thấy nó sẽ xảy ra một cái việc giống tương tự như là con iPhone 14, đó chính là cái phần ở dưới của cái phần case này nó sẽ không thể nào vào được cái phần khung của cái chiếc iPhone 14 cả. Tại vì như mình đã nói và chia sẻ với lúc nãy với các bạn, đó chính là cái màn hình của nó và cái độ dày của chiếc iPhone của chúng ta nó sẽ dày hơn một xíu so với cái con iPhone 13, cho nên cái vỏ case này nó sẽ không thể nào vào được. Và với cái con iPhone 14 Pro Max thì cái công việc này nó tương đối là trơn tru, tại vì cái kích thước về màn hình nó cũng tương đối là giống nhau, 6.7 inch, cũng có 3 cam và nó không có quá lồi lên, cho nên là cái case của con iPhone 13 Pro Max này nó vào với con iPhone 14 Pro Max nó tương đối là đơn giản. Tuy nhiên có một điều mà mình nhận ra được, nếu như mà nó có cái sự chênh lệch thì sẽ là chênh lệch giữa con iPhone 14 và con iPhone 14 Max, thì nó sẽ có thể là nó sẽ chênh lệch về việc là nó sẽ không vào. Và iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max thì nó cũng sẽ cùng với cái kích thước là cùng cái độ dày. Còn ở đây á, khi mà họ thử vào thì với con 14 Pro Max nó vào cực kỳ là mượt mà, còn với con iPhone 14 Pro thì sẽ không có vào được cái phần case này. Thì mình vẫn chưa biết là cái kích thước về độ dày của nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì thông qua clip này thì chúng ta vẫn có thể hình dung được là cái thiết kế của cái thế hệ iPhone 14 series nó như thế nào rồi. Và với cái thông tin mà mình tổng hợp ngày hôm nay thì các bạn có thể nhận ra hai điều. Đầu tiên là chúng ta sẽ không có mẫu iPhone mini nữa, và phần mặt trước sẽ có cái thiết kế như những gì mà chúng ta đã được thấy ở thời điểm hiện tại, đó chính là một cái màn hình có cái phần notch và có cái phần viên thuốc ở trên con iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Đó là điều hiển nhiên. Và ở phần mặt sau của chúng ta thì cũng đã có những cái clip test thử về những cái vỏ case rồi. Và nếu như những bạn nào mà chúng ta vẫn nuôi hy vọng là chúng ta giữ lại những cái vỏ case của iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro hoặc là iPhone 13 để mà các bạn có thể thay cho iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, thì chúng ta hãy bỏ đi, tại vì cái kích thước của nó sẽ khác nhau và cái phần lồi của cái cụm camera nó cũng sẽ khác nhau, cho nên cái case của chúng ta nó sẽ không có thể nào vào được với cái iPhone thế hệ mới được. Cho nên là các bạn sẽ phải mua iPhone rồi chúng ta sẽ phải mua lại luôn cả cái những cái case này của các bạn nhé. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Các bạn cảm thấy sao về iPhone 14 series ở thời điểm hiện tại? Các bạn mong muốn là Apple họ sẽ thay đổi gì với dòng sản phẩm này của họ thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Mặc dù là mình biết là chúng ta sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, nhưng mà nêu ra ý kiến quan điểm cá nhân của mình thì vẫn ok, vẫn hay hơn đúng không, để mà chúng ta có thể cùng bàn luận. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.